con muốn được ôm mẹ, hôn mẹ ngay lúc này. Đó là điều ước tưởng chừng như rất đơn giản mà dễ thực hiện. Nhưng đối với bốn chị em VNTD thì lại quá xa vời, vì mẹ của các em đã mãi mãi rời xa cõi đời này. Nhưng mà giờ mẹ em mất, em không biết làm gì. Em sợ cha em mất nữa rồi. Em thì còn rất là nhỏ, mới có 11 tuổi mà mất mẹ em sợ nó mất cha. Nên bây giờ anh em thì có bệnh bẩm sinh nữa, nên là em cảm thấy em không có làm gì được cho gia đình hết, nên là em rất là buồn. Nhắc về mẹ, đây là nghẹn ngào trong nước mắt. Vốn dĩ cuộc sống của gia đình em sẽ thật yên bình và hạnh phúc. Nhưng để không ngờ, Covid-19 đã cướp mất mẹ của em. Để đến giây phút gặp mẹ lần cuối, em cũng không có cơ hội. TD là con gái thứ hai trong gia đình bốn anh em. Mẹ mất, bố các em là ông Võ Văn Đức bị tai biến. Khi cơn bão Covid-19 kéo tới, vào những ngày giữa tháng 7, cả 6 thành viên trong gia đình đều trở thành F0. Căn nhà thuê trọ ngày nào còn rộn ràng tiếng nói cười trò chuyện, giờ là một bầu không khí im ắng bao trùm. Em nuối tiếc nhất là lần cuối cùng em cũng không được gặp mẹ em nữa. Cách đó 2 tuần lễ em cũng không được nói chuyện với mẹ em một miếng nữa, không một chút nữa. Ông Võ Văn Đức, ba của D, mang trong mình bệnh tai biến. Ông cũng bị mắc Covid nhưng may mắn qua khỏi, còn vợ ông thì lại rời xa mấy cha con ông mãi mãi. Từ ngày mắc Covid, gia đình ông Đức chia đôi ngả. Vợ ông và một bé nhập viện cùng nhưng rồi lại tách ra vì mức độ bệnh khác nhau. Ông và ba đứa con còn lại cách ly cùng một bệnh viện. Đến cuối tháng 7, gia đình từng người khỏi bệnh được về nhà. Chưa liên lạc được với vợ, cũng không nghe ngóng được thông tin gì. Ông Đức và TD chạy tới bệnh viện nơi vợ điều trị để hỏi thông tin. Đau lòng thay, tới nơi thay vì gặp được vợ thì ông và con nhận thông tin vợ mất. Đau xé lòng khi nhận tro cốt của vợ, ông Đức nén nước mắt khi thấy con gái phía xa đang khóc ngất đi vì biết không còn được gặp lại mẹ nữa. Đau lòng là thế, nhưng ông Đức vẫn phải mạnh mẽ, cố gắng không gục ngã khi nghĩ về tương lai của bốn đứa con. Mọi người hỗ trợ cho gia đình em để cho gia đình em vượt qua khó khăn, và bốn anh em của em có thể vượt qua những cái khó khăn này để đi lên tới ước mơ của riêng người em. Mong là gia đình lúc nào cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, không có gì phải lo. Nhất là cha em lúc nào cũng phải là khỏe mạnh nhất trong gia đình, để làm một điểm tựa cho tụi em, để tụi em vững bước hơn. Đã hơn một tháng trôi qua từ ngày hay tin ba mất vì Covid-19, nỗi đau với em LHH và gia đình dường như vẫn chưa hề nguôi ngoai. Cách đây ít lâu, các anh em H còn thường được ba chở đi ăn, đi mua sách vở. Vậy mà giờ đây, ba mất, gánh nặng mưu sinh của gia đình đè lên vai người mẹ kế và cô ruột của H. Nhớ lại nhiều năm trước khi ba mẹ của H ly hôn, H và người anh trai bị bệnh hen suyễn sống cùng với ba và ông bà nội. Sau bao năm gà trống nuôi con, ba H đã gặp và tái hôn với người mẹ hiện tại là chị Nguyễn Thị Ánh Nguyên. Dù anh em H không được sống với mẹ ruột, nhưng bù lại, hai anh em lại nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm, vun vén từ người mẹ kế. Và niềm hạnh phúc thêm đông đầy khi chẳng bao lâu sau, chị Nguyên thai nghén đứa con trai út. Cuối tháng 7, khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bà H đang đi làm ở xa, sợ nhiễm bệnh cho gia đình nên không dám về nhà. H cùng ông bà nội về quê tránh dịch, nhưng chẳng ai ngờ, từ đây em đã phải xa ba vĩnh viễn. Dạ, em sốc lắm ạ. Em đau lắm, để nghĩ tới mấy đứa nhỏ. Nghĩ tới ba đứa nhỏ giờ không biết làm sao. Mà bữa bé nói nội muốn con sau này làm gì nội. Chứ mẹ mới nói con làm gì mà miệng ngồi trong văn phòng á, đừng có ra ngoài nắng. Chứ bé nói con muốn làm bác sĩ. Lại chứ bé mới nói làm bác sĩ nhiều tiền lắm á, mà con không biết cha con có lo nổi không. Mà giờ anh em mất, ước mơ của bé là được làm bác sĩ. Học giỏi lắm chị. Ngày ba H mất, chỉ có chị Ánh Nguyên và chị Lê Thị Kim Sa, cô ruột của H, lên nhận tro cốt. Khi trò chuyện với chúng tôi, chị Ánh Nguyên liên tục nghẹn ngào vì ông bà đã lớn tuổi, bị bệnh tim, con thì còn nhỏ nên chẳng dám báo tin. Cả gia đình chỉ có chị và em chồng thay nhau vun vén. Lúc nào chồng bệnh đau lắm, mà nghĩ mình là vợ mà giờ chồng bệnh vậy đó. Mình không có chăm sóc được, gần gũi chăm sóc quan tâm gì tới chồng, đau lắm, ngủ không được, lo lắm. Lúc nào gọi anh ơi, anh ráng ăn đi. Anh tập thể dục nha, anh đã mua đồ anh xong vô. Anh đi tới anh đi lui á,
Thì chồng nói em đừng có lo cho anh lớn rồi, anh tự lo được, em ở nhà em ráng lo cho con đi. Không có ngủ được, không có ăn uống gì được. Nhớ thương chồng không có ăn uống gì được. Anh chết anh là gánh trụ cột gia đình, bây giờ anh chết anh bỏ rồi ba đứa con. Chị thì công việc bấp bênh đâu có mần nuôi nổi đâu. Rồi tiền nhà, tiền cửa, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền học đủ hết. Lúc này đây, gánh nặng mưu sinh đè ập lên đôi vai bé nhỏ của người mẹ kế và cô ruột Hắc. Dịch bệnh kéo đến khiến công việc của chị Nguyên bấp bênh, gần tới ngày các con tựu trường, chị phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền xoay sở. Chẳng khá khẩm gì hơn, chị Sa hiện cũng rơi vào tình trạng không có công ăn việc làm. Thế nhưng, dẫu khó khăn đến thế nào, gia đình vẫn cố hết sức để các con được đến trường. Đó không chỉ là vì tương lai của các con, mà đó còn là ước nguyện cuối cùng của ba H. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.